Hôm nay thì em có một chuyến đi vừa nâng cấp vừa setup lại cho bác chủ ở Đông Anh. Đây thì nhà bác đang dùng một đôi loa JBL 825 con sub 40 này. Tủ máy thì gồm là một con mic AP 825 mã và con vang K9900. Đây, quản lý nguồn là con đẩy 4 kênh này các bác nhé. Con đẩy này thì không có gạt bridge nên là đánh sẽ yếu, chỉ có một kênh thôi, không có gạt bridge nên là đánh sẽ yếu, không cắn vào con sub này đâu ấy. Sub 40 các bác nhé. Phòng nhà bác thì tầm khoảng 20 m2 đấy. Phòng này thì khá là hẹp, khoảng cách từ đây đến ghế thì nó rất là gần, nên là âm thanh thì nó cũng sẽ là bị ảnh hưởng một phần các bác nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt và setup cho bác. Ok chị anh, anh hát thử bài nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.